Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Quý vị và các bạn thân mến, nay thì bên em sẽ review cho các bác một dòng súp chuyên sự kiện công suất cực kỳ lớn. Đây là một cái phân khúc cao cấp của CAF cá heo model X. Họ nhà X thì các bác biết đấy. Series X là một cái series rất là cao cấp của CAF với model 118S. Đây là một cái dòng sản phẩm nhập khẩu chính ngạch của AV, sản phẩm CF cá heo các bác nhá, model X và 18S. Tổng cân nặng là 51 kg, cả bao bì là 58. Vào thôi. Kéo lưới. Vâng, thưa các bác, đây thì anh em đang khui thùng cho các bác xem. Bác nào thích một dòng súp công suất cực lớn, sử dụng từ 280 và coi 125 các bác nhé. Bát gần 20 cân các bác. Vâng, chiếc bác này sử dụng một cái bát anh em nói là nặng, rất là nặng, xít 20 cân. Đấy các bác. Sản phẩm tem chính hãng của CF này các bác này, đầy đủ CACQ với một công suất rất là lớn. Vâng, và đang có cái chương trình giá hỗ trợ anh em rất là tốt. Anh em nào nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em với số điện thoại 0912 69059, hoặc các bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại dưới bình luận, bên em sẽ liên hệ và hỗ trợ tư vấn cho các bác.